cho nên là mình bán hàng đấy, cho nên em đã bán là những cái người bán cái thằng cu cháu nó làm đầu bếp, ba cái đầu bếp mà bán cho nó hại họ là năm sách ấy. Nên là cứ Tết này nó cắt thôi đó, cắt em không lấy tiền. Nói chung em đã bán ra ai trong vòng tầm 20 cây trở lại là không, vẫn làm cho suốt không lấy tiền. Em bảo đảm cái hàng của em có nghĩa lúc nào em cũng, tức là cũng làm cho, có nghĩa là Tết chơi em làm nhiều. Anh một tí đến đấy anh bố nó xe nó chở em đi chở em về, nó đưa cho em 1 triệu không có lấy. Nó bán nó làm nó phải thế nhỉ, thế cho này thịt lắm. Cái này nó cũng đẹp lắm. Cái đây cái này mà ăn triển lãm đấy. Triển lãm mà thân hương ấy. Ừ, triển lãm quầy kín. Cho nên mình chơi mình bán là người ta mình phải có cái trách nhiệm. Cái thứ nhất là người ta chơi là để cho người ta giữ cây cho nó đẹp. Đấy người ta hiểu biết. Chứ còn bán cho người ta xong thôi mình vất củ đơ kệ người ta, tới lúc nữa em nói thật mình rất tiếc cái cây công mình này. Anh tiền nó là một vật đấy nhưng mà nó rất tiếc cái công mình này. Anh mà lấy mà gần đây thì thực ra cây này để mà làm thì nó không phải làm cái gì. Ví dụ Tết anh thích chơi em sang nhà anh em chơi xong em cũng sửa cho anh, lúc nào anh cũng chơi cũng đẹp, lúc nào anh cũng cứ đẹp. Đây em chưa cắt đây, nếu mà cắt đi thì anh còn nhìn còn sướng nữa đây. Cắt đằng thẳng tưng. Ừ, thịt lắm. Đẹp quá. Nghệ thuật này. Hay là giữa sân. Nó gọi là cây này nó rất là khó khó quá. Không có. Có tiền không mua được. Đấy, nếu như anh mà mua cây này mà em đảm bảo với anh, nếu anh về anh từ cái giá cả mà cái nghệ thuật nó đẹp, em nói không đứa nào dám chê một cái câu này. Em cái này, cái này không có nào chê, dám chê. Không chê mà không từ cái giá. Ít ra nó cũng phải rơi tầm đâu trên 20 năm. Bệ này, cái này. Nhưng mà cây này anh tìm được cái bệ không có bệ này đâu. Đây chưa sửa đấy, sửa đi này. Đẹp. Thật đấy mà, hỏng hết nó không được. Nó phải yêu cơ, chơi nó phải yêu, nó phải thích cơ, nó phải nhịn, nó phải đam mê như mình cơ. Như lan của em nóng người, ui xà lan đẹp thế, thích thế nhỉ. Thế này em cho một giỏ, anh cho vào phải chăm tưới, phải thích cơ. Chứ cho không thích, em không thích, thích em thế. Bận. Đấy, làm cắt đi này xong rồi anh nhìn nữa. Cái này không xong đã kết rồi đúng không? Để giữa sân Tết anh chơi, nhìn thấy ngắm ai vào. Mẹo là không ngắm mà không ngắm gì ngắm lại không chớp cả là người. Nếu tôi nhìn nó cũng bảo mất thật. Có sao tôi theo là ông này mua cây này ở đâu vậy nhỉ? Nhưng đừng mua, không mua ở đây chứ mà nhỉ? Nếu mua thì đừng bỏ mua ở đây đấy. Em thử cho anh chạy cho hai cái bông này thôi đấy. Anh nhìn thế này. Mẹ tầm tắt này cái anh nói anh nhìn nó mới sướng. Anh chưa ngắm cái này nhá, bây giờ em nói anh chưa ngắm ổn. Tại sao cây này nó bán cho mình nó tương đối tiền. Mà cây kia nó bán rẻ cho mình tương kia tiền. Thì tự những cái đầu của anh bỏ tiền anh sẽ phải nghĩ. Đúng không? Thế khi anh nghĩ anh biết rồi thì anh mới biết là cái thằng nào nó bán cho mình chân tình, đúng không? Cái thằng nào nó bán cho mình, có nghĩa nó bán cho mình là nó bán đẻo. Đấy, nó lừa. Ví dụ cái cây kia nó thằng tưng như kia thì cái cốt đấy thì mình phải làm cái kiểu như thế nào? Tóm lại là vô là thợ cắt tóc đấy. Đấy, nó là như thế. Thế còn như này nó hoàn thiện thì nó nhàn rồi, cái này nó như nó tóc nhàn. Khéo tay thật. Không thì não này nó không, lâu rồi. Bác cứ 5 năm nữa, cái vườn này 5 năm nữa bác đến bác chơi bác không thích về, không muốn về nữa. Bác cứ yên tâm 5 năm nữa. Giờ nó còn tùm cái này nhìn nó chưa ra, các bác nhìn cái trình độ mắt các bác không ra được. Nhưng cái người ta giỏi cây, người ta vào người ta nhìn cái cây của em làm là người ta phục sát đất nghe. Thế bên thải đúng không anh? Em 953 7541. À, những cái dưới này. Ai có thời gian thì tỉa hết này này. Đấy, đơn giản nhất bên này thôi.